Trước đây, ông bà mình chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, nghe gió, nhìn sóng, quan sát các con vật để ra khơi. Ở đây, dân nhà mình thường sống bằng nghề đánh bắt cá. Bài ca dao mình vừa hát, nói về cách ông bà xem thời tiết. Ông mình thường bảo, ngày xưa, 15 thuyền cá ra khơi, người ta thấy hàng ngàn con đến nằm phơi bụng trên biển. Ông tên quầy quá, quay thuyền về. Ông biết đây là dấu hiệu báo to, 7 thuyền theo ông cần sống sót, còn 8 thuyền ở lại thì chìm cá ngoài biển. Đây là cây cỏ găng, ông mình thường bảo, cây này có bao nhiêu khúc thì trong năm sẽ có bấy nhiêu cơn bão. Ở đây có 5 khúc thì chắc chắn là trong năm này sẽ có 5 cơn bão rồi. Giữa kinh nghiệm dân gian và kiến thức hiện đại, dân nhà mình sẽ luôn an toàn khi đi biển và hạn chế được rủi ro mỗi khi thiên tai xảy ra.